Ngày 24 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nữ sinh bị vây đánh. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 10 tại thành phố Vũng Tàu. Theo đó, em U, học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, khi đi chơi thể thao trong khu tập thể Vietso Petro ở phường 7 bị một nhóm người ập đến vây quanh. Sau vài câu trao đổi giữa em và nhóm người này thì bất ngờ có hai cô gái trong nhóm dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu em tới tấp. Có người đàn ông đi qua dừng lại can ngăn nhưng một cô gái không chịu buông tha mà tiếp tục đánh em U. Toàn bộ sự việc đã được người dân quay lại và lan truyền trên mạng xã hội. Theo báo cáo của nhà trường nơi em U đang học thì trước khi bị đánh, em này có mâu thuẫn với một nữ sinh lớp 11 ở trường khác. Sau đó hai nữ sinh này có hẹn nhau nói chuyện hòa giải, nhưng trên thực tế không có chuyện hòa giải mà em U đã bị đánh. Sau khi đánh người, có người phụ nữ còn đe dọa em U. Đến nay, các vết thương, trầy sức ngoài da đã lành, nhưng bên trong vẫn còn đau, tinh thần của em vẫn còn hoảng loạn. Hiện công an phường 7, thành phố Vũng Tàu cũng đã vào cuộc tìm hiểu, ghi lời khai của em U. Ngày 24 tháng 10, nhà trường có công văn báo cáo sự việc và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có biện pháp bảo vệ em U.